Tôi xin phép được tuyên đọc lời Chúa trong sách Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu 2. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm cách sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Good morning, church. This morning's Bible reading is from Colossians chapter 3, verse 1 to 2. If then you are raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau. Let's be in prayer. Lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Father in heaven. Con cảm ơn Chúa vì cho chúng con đến đây để thờ phượng Chúa. Thank you for this opportunity to come and worship you. Cầu xin Chúa cho chúng con lắng nghe lời của Chúa và hiểu được lời của Chúa buổi sáng hôm nay. I pray that we can both hear and understand your word this morning. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện. I pray, thank trong you. Trong danh Chúa Jesus Christ. His name. Amen. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Please be seated. Sáng nay thì tôi muốn kể cho quý vị câu chuyện mà tôi hứa trong tuần trước là mỗi lần tôi kể thì tôi lại quên. This morning I'd like to tell a story that I always promised to tell but I never tell. Câu chuyện đó tôi lại quên nữa rồi. I've forgotten again. Khi nào tôi nhớ tôi sẽ kể cho quý vị. When I remember I'll tell it. Quý vị có biết là một trong những điều nguy hiểm nhất ở trong cuộc đời của chúng ta là gì không? Do you know what one of the most dangerous things in our lives is? Tôi nghĩ một trong những điều nguy hiểm nhất ở trong cuộc đời của chúng ta chính là tưởng rằng mình có được sự sống đời đời, nhưng thật sự là chưa. I think the most dangerous thing is thinking that we have eternal life when we really don't. Nhiều người ngày hôm nay lầm tưởng rằng nếu mà tôi đã có cầu nguyện cái bài cầu nguyện tin Chúa do một sư hướng dẫn đó, thì có nghĩa là tôi đã tin Chúa Giêsu và có được sự sống đời đời. Many people mistakenly believe that if I've prayed the Lord Jesus prayer led by a pastor, it means that I have believed in Jesus and have eternal life. Dĩ nhiên, nếu chúng ta thật sự tin đúng như những gì chúng ta được hướng dẫn cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu, thì đương nhiên là chúng ta có được sự sống đời đời. But of course, if we really believe exactly as we're led to pray and believe in Jesus, then of course we have eternal life. Bởi vì Chúa Giêsu khẳng định ở trong Giăng đoạn 6 câu 47 đó, Chúa Giêsu nói rằng quả thật, tao nói cùng các ngươi, hỡi ai tin thì được sự sống đời đời. Because Jesus asserts in John 6:47, most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. Nhưng vấn đề đó ở đây đó là chúng ta tin như thế nào? But the problem here is how we believe. Không phải ai cũng đều tin giống nhau. And not everyone believes the same. Có người tin chỉ vì cho những nhu cầu tạm thời. Some people only believe for temporary needs. Có những người thì tin bởi vì thấy nó có lý. And some people believe because it just makes sense. Thưa quý vị, nếu chỉ tin vì cho những nhu cầu tạm thời hay là chỉ vì thấy nó có lý đó, thì không phải là tin để có được sự sống đời đời như Chúa Giêsu đã hứa ở trong Giăng 6:47. Church, if believing is only for temporary needs or just because it makes sense, it's not believing for the eternal life that Jesus promised in John 6:47. Trong phần cuối của bài giảng trên núi đó, đây là một bài giảng quan trọng của Chúa Giêsu đó, thì Chúa Giêsu phán rất rõ rằng, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. In the last part of the Sermon on the Mount, which is one of Jesus' very important sermons, he made it very clear that not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Câu hỏi đó là làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà Chúa Giêsu đề cập ở đây là ý muốn gì? The question is, what is doing the will of my Father in heaven, as Jesus mentions here? Nhiều người lầm tưởng rằng làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà Chúa Giêsu đề cập ở đây có nghĩa là cần phải có một đời sống tốt, giữ trọn hết mọi điều răn của Đức Chúa Trời. Many people mistakenly believe that doing the will of my Father in heaven here means that having a good life or keeping God's commandments. Thưa quý vị, Kinh Thánh khẳng định rất rõ là không có một người nào vào được thiên đàng nhờ vào việc giữ trọn những điều răn của Đức Chúa Trời hay là nhờ vào có một đời sống tốt. A church, the Bible affirms that no man can enter a heaven by only keeping God's commandments or by living a good life. Bởi vì
Không một ai ở trên thế gian này có một đời sống tốt đủ để được Đức Chúa Trời chấp nhận, hay là có khả năng để giữ trọn hết mọi điều răn của Đức Chúa Trời để được vào thiên đàng. Because no one on this earth has a good enough life to be accepted by God, or is capable enough to keep the commandments of God in order to be allowed into heaven by God. Như vậy đó, cái câu hỏi là làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà Chúa Giêsu đề cập ở đây là ý muốn gì? So the question is, what is doing the will of my Father which is in heaven that Jesus mentions? Ở trong Giăng đoạn 6 câu 40 đó, thì Chúa Giêsu phán rằng, Chúa Giêsu phán rất rõ rằng, đây là ý muốn của Cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau đó. In John 6:40, Jesus says, "And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day." Thưa quý vị, cụm từ nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đề cập ở đây đó, ở trong Giăng đoạn 6 câu 40 đó, không có nghĩa là chỉ lặp lại cái bài cầu nguyện được hướng dẫn bởi mục sư để tin nhận Chúa, mà phải chấp nhận tin vào Chúa Giêsu và phải đặt trọn lòng tin của mình chỉ vào một mình Chúa Giêsu mà thôi. The phrase looks to the Son and believes in the Son shall have eternal life that Jesus mentions here does not simply mean repeating the prayer directed by a pastor to believe, but they must accept and truly believe in Jesus and put all their faith in Jesus alone. Như tôi đã nói trong bài giảng trước đó, chúng ta có được sự sống đời đời hay là không, không phải do chúng ta chứng nhận, cũng không phải do Thánh chứng nhận, cũng không phải do mục sư chứng nhận, mà do Đức Chúa Trời chứng nhận. As I've said in previous sermons, whether we have eternal life or not is not testified by ourselves, not by our church, and not by the pastor, but by God. Chúng ta có thể chứng nhận lầm. We may falsely testify. Hội thánh có thể chứng nhận lầm. The church may falsely testify. Mục sư cũng có thể chứng nhận lầm. Even a pastor can falsely testify. Nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ chứng nhận lầm, bởi vì Đức Chúa Trời nhìn thấy hết mọi điều ở trong lòng của con người. But God could never, because God sees everything in human hearts. Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta tin Chúa Giêsu chỉ vì cho những nhu cầu tạm thời hay chỉ vì cho bởi vì chúng ta thấy là nó có lý. God knows clearly if we believe in Jesus for temporary needs or just because it makes sense. Đức Chúa Trời biết rõ là người nào thật sự đặt trọn lòng tin vào Chúa Giêsu Christ và người nào không thật sự đặt trọn lòng tin vào Chúa Giêsu Christ. And God knows well who truly put their trust in Jesus and who don't truly put their trust in Jesus. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rõ như vậy đó, nên chỉ có những người nào thật sự đặt trọn lòng tin vào Chúa Giêsu Christ thì Đức Chúa Trời mới thay đổi và dựng cuộc đời của người đó trở nên mới ở trong Chúa Giêsu Christ. Because God knows this so clearly, only a person who truly puts his or her trust in Jesus that God changes them and makes their life new in Jesus Christ. Trong bài giảng trước thì chúng ta đã bàn đến cái dấu hiệu đầu tiên được Đức Chúa Trời thay đổi và có thể giúp cho chúng ta biết chắc rằng có được sự sống đời đời hay là không đó, chính là có được lòng khao khát để thờ phượng Đức Chúa Trời. In our last sermon, we discussed that the first sign of God's change in our lives to help us know for sure whether we have this eternal life or not is through the desire to worship God. Nên nhớ rằng có được lòng khao khát thờ phượng Đức Chúa Trời không phải là nhờ vào sự cố gắng của chúng ta, mà nhờ vào thay đổi của Đức Chúa Trời ở bên trong cuộc đời của chúng ta. And remember this desire to worship God is not achieved through our own efforts but through God's change within us. Vì vậy mà bất cứ ai có được lòng khao khát thờ phượng Đức Chúa Trời đó thì đó là bằng chứng giúp cho người đó biết chắc rằng người đó có được sự sống đời đời. And therefore anyone who has that desire to worship God is proof that he or she has obtained eternal life. Bởi vì người mà chưa có được sự sống đời đời không bao giờ có được lòng khao khát để thờ phượng Đức Chúa Trời. Because someone who does not have eternal life does not have this heart to worship God. Như tôi đã hứa trong bài giảng trước thì sáng nay chúng ta sẽ bàn đến cái bằng chứng thứ hai để giúp cho chúng ta biết chắc rằng chúng ta có được sự sống đời đời hay là không, chính là dựa vào những việc đầu tư ở trên trời.
And as I promised in my previous sermon, this morning we will discuss the second proof that will help us know whether or not we have eternal life. And it's based on investing in things which are above. Tôi tin chắc rằng không một ai muốn đầu tư vào những việc ở trên trời nếu người đó không biết chắc rằng mình có được sự sống đời đời. I firmly believe that no one wants to invest in things which are above unless they are certain that they have eternal life. Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ đầu tư vào những việc ở trên trời nếu chúng ta không tin chắc rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được sống đời đời với Chúa Giêsu ở trên trời. Because we will never invest in things which are above if we're not convinced that one day we will have eternal life and be with Jesus in heaven. Trong lá thư gửi cho hội thánh Colosse đó thì Paulo khuyên con dân Chúa rằng vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, hãy ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. In his letter to the church Colossae, Paul advised the people of God there that if then you are raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Cụm từ mà Paulo dùng ở đây là Paulo nói rằng nếu anh em được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự trên trời đó. Cũng có nghĩa là nếu anh em biết chắc rằng anh em có được sự sống đời đời ở trong Đức Chúa Jesus Christ thì hãy tập trung đầu tư vào những việc ở trên trời. The phrase if then you have been raised with Christ seek those things which are above which Paul mentions here also means that if you are certain that you have eternal life in Jesus focus your investment on things in heaven. Quý vị có thắc mắc là tại sao Paulo không hề khuyên này cho mọi người mà Paulo chỉ khuyên cái lời khuyên này cho những người kinh nghiệm được sự sống lại ở trong Chúa Jesus Christ mà thôi không? Do you wonder why Paul never gave this advice to everyone, but only those who experienced resurrection in Christ? Bởi vì Paulo biết rõ đó, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được các việc ở trên trời và đầu tư vào những gì ở trên trời là một sự đầu tư tốt nhất và là khôn ngoan nhất. This is because Paul knows very well that not everyone can see that seeking and investing in heavenly things is the best and wisest investment. Nếu người đó chưa thật sự kinh nghiệm được sự sống lại ở trong Chúa Jesus Christ. If they haven't already experienced the resurrection in Jesus. Người ta có thể sẵn sàng đầu tư cả cuộc đời của họ vào trong thế gian này nhưng không thể đầu tư bất cứ một việc gì vào thiên đàng nếu người đó không biết chắc rằng một ngày nào đó họ sẽ được về thiên đàng ở với Chúa Jesus Christ. They're willing to invest their entire lives in this world, but cannot invest anything in heaven if they don't know for sure that one day they will go to heaven to live with Jesus Christ. Vì vậy mà không phải ai cũng có thể tìm các sự trên trời và đầu tư vào những việc ở trên trời. So not everyone can find and invest in heavenly things. Để cho chúng ta có thể tìm các sự trên trời đó và đầu tư vào những việc trên trời thì điều kiện trước tiên mà chúng ta cần phải có là phải được Đức Chúa Trời thay đổi và dựng chúng ta trở nên mới ở trong Chúa Jesus Christ. And in order for us to be able to seek the things in heaven and invest in these things, the first condition is that we must be changed by God and must be made new by God. Nói một cách khác á, là chúng ta cần phải được Đức Chúa Trời thay đổi không những cả mục đích sống của chúng ta mà còn cả tư tưởng của chúng ta nữa. Nếu không thì không ai có khả năng để tìm các sự ở trên trời và đầu tư vào những việc ở trên trời. In other words, we need to be changed by God not only in our life purpose, but also in our thinking. Otherwise, we would not be able to find these things in heaven and invest in things that are above. Đây là lý do mà trước khi Paulo khuyên con dân Chúa tại Colosse là hãy tìm các sự trên trời và đầu tư vào những việc trên trời đó thì Paulo làm gì? Paulo đưa ra một điều kiện là nếu anh em được sống lại với Đấng Christ. This is why before Paul admonished the people of God in Colossae to seek heavenly things and invest in these things, Paul needed to make this condition that if then you have been raised with Christ. Quý vị có từng bị người ta mỉa mai là ăn cơm ở dưới đất mà nói chuyện trên trời không? Have you ever been mocked by others with the phrase having your head in the clouds or being out of touch with reality? Tôi đã từng bị người ta mỉa mai là ăn cơm dưới đất nói chuyện ở trên trời khi tôi chia sẻ cho họ về sự sống đời đời ở trong Chúa Jesus Christ.
I've been mocked by people by this phrase when I shared with them about eternal life in Jesus. Họ nói với tôi rằng có những chuyện ở dưới đất còn lo chưa xong mà cứ lo nói những chuyện ở trên trời. They told me that there are things on earth that are still there to worry about, but I keep on talking about things in heaven. Quý vị biết cái câu nói mỉa mai là ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời đó là thường dành cho những người nào không? Do you know who they are referring to when they use this phrase? You've got your head in the clouds. Dành cho những người nói chuyện không có thực tế, nói chuyện không có được bình thường cho lắm đó. It's meant for people who talk unrealistically or who are not normal. Nói chung là nói chuyện trên trời. And generally, those who speak of things out of this world. Tôi biết là những người nói chuyện trên trời đó là nói chuyện không có thực tế, không có được bình thường. Nhưng mà tôi muốn xác nhận cho quý vị ở đây đó là tôi rất là bình thường, dù là tôi thích nói chuyện ở trên trời. I know that people who talk about these heavenly things think that this is out of this world or abnormal or unrealistic. But I want to show you that I'm very normal, even though I often talk about things in heaven. Lý do tôi cho rằng tôi rất là bình thường, dù là tôi thích nói chuyện trên trời, là bởi vì những chuyện trên trời mà tôi thích nói đó, nó hoàn toàn dựa vào lời Đức Chúa Trời, chứ không phải do tôi bịa ra. Now the reason I know I'm normal, even though I like to talk of things in heaven, is because the things that I talk about are entirely based on God's word and not my own imagination. Nếu chúng ta nói những cái chuyện mà do chúng ta bịa ra mới là không bình thường, mới là nói chuyện trên trời. Nhưng mà nếu chúng ta nói những chuyện trên trời do Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết thì đó là bình thường. If we talk about things that we make up, then that's probably not normal. But if we talk about things in heaven based on the Bible, the Word of God, then that is definitely normal. Thưa quý vị, đừng sợ người khác mỉa mai chúng ta là ăn cơm dưới đất nói chuyện trời khi chúng ta chia sẻ cho họ về sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu Christ. So don't be afraid by others mocking us with this phrase of why do you live on earth but talk about things in heaven as we share with them the eternal life through Jesus. Bởi vì sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu Christ mà chúng ta chia sẻ cho họ đó hoàn toàn dựa trên lời của Đức Chúa Trời chứ không phải do chúng ta bịa ra. Because this eternal life in Jesus that we share with them comes entirely from the Word of God, not our imagination or us making it up. Trong mấy bài giảng trước thì tôi có khẳng định rằng để cho chúng ta biết chắc là chúng ta có được sự sống đời đời hay là không đó, thì không phải do chúng ta nghĩ gì mà lời Đức Chúa Trời bày tỏ gì cho chúng ta. In my previous sermons, I've said that for us to know whether we have eternal life or not is not based on what we think, but what the Word of God reveals to us. Lời Đức Chúa Trời phán rất rõ ở trong Giăng nhất đoạn 5 câu 12 và câu 13 rằng ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta viết những điều này cho các con hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. God's word says it very clearly in 1 John 5, 10 to 11. He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. And this is the testimony, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Tin đến danh Chúa Giêsu Christ là Con Đức Chúa Trời để có được sự sống đời đời là một điều chắc chắn, chứ không phải là một chuyện bịa đặt như nhiều người mỉa mai chúng ta rằng ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời. Dear church, believing in the name of Jesus Christ as the Son of God to have eternal life is a certainty, not a fabrication as many people mock us for as having our head in the clouds or talking of heaven. Thú thật là tôi không hề buồn hay là trách móc những người mỉa mai tôi như vậy, là bởi vì tôi biết được sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu Christ là một điều chắc chắn. To be honest, I don't feel sad or blame those who mock me like that, because I know that eternal life is only possible in Jesus Christ. Nhưng mà tôi tin rằng đó, một khi mà những người mà mỉa mai chúng ta đó kinh nghiệm được cái sự sống đời đời chỉ có ở trong Chúa Giêsu Christ đó, thì không những họ không còn mỉa mai chúng ta nữa, mà ngược lại họ sẽ phải cảm ơn chúng ta rất là nhiều.
But I believe that once they understand and experience this eternal life that is only in Jesus, not only will they not mock us, but on the contrary, and on the other hand, they will thank us very much. Quý vị biết lý do tại sao? Do you know why? Là bởi vì họ biết chúng ta sẵn sàng chấp nhận, chịu họ mỉa mai để chia sẻ cho họ những chuyện ở trên trời là sự sống đời đời ở trong Chúa Jesus Christ. Because they know that we're willing to accept their mocking in order to share with them the heavenly things that is eternal life in Jesus Christ. Quý vị biết khi mình mỉa mai một người nào đó và khi họ nhận ra rằng cái sự mỉa mai của họ đó nó đem lại một cái lợi ích rất lớn cho họ thì họ sẽ cảm ơn chúng ta rất là nhiều. And when they mock us, but then they realize what they're mocking us about will bring them great benefit, then they will thank us. Quý vị biết chia sẻ sự sống đời đời cho những người chưa biết đến Chúa đó chính là một trong những việc tìm kiếm các sự trên trời và đầu tư vào những việc ở trên trời mà Paulo đã đề cập ở trong Colossae đoạn 3 câu 1 câu 2. Do you know that sharing eternal life with those who don't know God is one of those seeking of heavenly things and investing in these things which are above that Paul advises in Colossians 3:1-2. Có những việc mà chúng ta có thể làm để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang đầu tư vào đâu. There's lots of things có nhiều việc mà chúng ta có thể làm để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang đầu tư vào đâu. There's lots of things that we can know where we are investing in things. Chúng ta biết là chúng ta đang đầu tư vào ở đời này hay là đầu tư vào thiên đàng. We know if we're investing in this world or in heaven. Có những chuyện rất là đơn giản thôi. It's very simple. Chẳng hạn như hút bụi ở nhà thờ. For example, vacuuming at church. Là việc mà quý vị đang đầu tư vào ở trên thiên đàng đó. Is work that you are doing for heaven. Hút bụi ở nhà là chuyện bình thường. Vacuuming at home is normal. Quý vị hút bụi là chuyện bình thường. Living at home and vacuuming your house, that's normal. Cái đó không phải là đầu tư trên trời. That's not in investing in heaven. Nhưng mà hút bụi ở trong nhà thờ chính là đầu tư trên trời đó. But vacuuming in churches. Là bởi vì quý vị không cần hút bụi nhà thờ, quý vị cũng sống được. Because if you don't vacuum at church, you can still go on with your life. Là bởi vì cái việc đó là cái việc quý vị đang đầu tư vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Because you investing in the house of the Lord. Thật ra hút bụi ở trong nhà thờ với lại chùa cầu tiêu không phải là việc của tôi. Truly vacuuming here in church is not one of my jobs. Mà quý vị biết là tôi đã làm rồi đó. But you know that I have. Tôi làm để vì tôi muốn cho quý vị biết rằng đó là công việc đầu tư tốt nhất. And I do so because this is a work that is good. Cái việc nhỏ thôi mà mình có thể làm được. It's a small thing but we can do it. Lý do tại sao tôi học được điều đó? And how did I learn that? Quý vị biết một nhà tỷ phú ở tại Mỹ đó là ông Truist Cathy là một nhà mà có cái tiệm ăn gọi là Chick-fil-A đó. Ông chủ của hãng Chick-fil-A đó. There is an American restaurant in the States called Chick-fil-A, which I learned this from. Ông đó là một trong những member của thánh Baptist Jonesboro. The founder is a member of Baptist Jonesboro Church. Ông là một nhà tỷ phú và ở trong cái quý vị đến cái headquarters của ông đó, không có một cái cọng rác ở trong cái headquarters của ông. He's the owner of a big company, but if you go to his headquarters, there's not a single piece of rubbish. Là bởi vì ông mướn người ta làm. Because he hires them to do that. Nhưng mà một nhà tỷ phú đi đến nhà thờ vào trong cầu tiêu, chùa cầu tiêu. But he, someone who owns such a large company, comes to church and cleans. Đôi khi chúng ta tưởng rằng làm những việc đó nó hạ cái phẩm chất của chúng ta, nhưng mà thưa quý vị, làm ở trong nhà Đức Chúa Trời đó nó sẽ tăng lên cái giá trị trong cuộc đời của chúng ta. Sometimes we think that doing these things lowers our reputation out in this world, but it actually increases our worth. Quý vị nghĩ rằng Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ có phải là mất đi cái phẩm chất của Chúa không? Do you think when Jesus cleaned the foot of his disciples that he lost his reputation? Không. No. Chúa làm để cho thấy cái giá trị ở trong Chúa Giêsu Christ.
là như thế nào mà thế giới không nhìn thấy được. And he did this to show us the worth that is in Jesus. Tôi nghĩ rằng quý vị nên đăng ký hút bụi nhà thờ mỗi tuần đi. I think that you'll have to sign up to vacuum church every week. Tôi thấy những người lãnh đạo đã làm việc cực khổ rồi mà cứ bắt họ hút bụi trong khi mình không làm gì hết mà mình không có chịu hút bụi nhà của Chúa. There are people who are tirelessly working vacuuming the church while we sit around and do nothing. Paulo nói rằng nếu anh em được sống lại bên Christ, hãy tìm các sự ở trên trời và đầu tư vào những việc ở trên trời. Sorry, một sự. Paulo nói rằng nếu anh em đã thật sự được sống lại bên Christ, thì hãy tìm các sự trên trời và đầu tư vào những việc ở trên trời. Paul says that if we truly have eternal life, then we will invest in things that are above. Tôi muốn hỏi quý vị ở đây đó là quý vị thích tôi mỗi tuần đứng lên đây chia sẻ những cái chuyện thời sự, những cái chuyện chính trị ở trong thế giới này, hay là thích tôi nghe những cái chia sẻ những cái chuyện ở trên trời? I'd like to ask you if you'd like me to share news or political stories on earth, or if you'd like me to share on heavenly stories in my sermons. Thưa quý vị, từ khi follow kinh nghiệm được sự sống lại ở trong Chúa Jesus Christ đó, và kinh nghiệm được cái sự sống đời đời đó, thì quý vị biết follow không dành thời gian cho những chuyện ở dưới đất mà ông dành hết thời gian cho những chuyện ở trên trời. When Paul experienced the resurrection with Christ and experienced eternal life in Christ, Paul did not spend his time on earthly things, but devoted all of his time to things in heaven. Paul biết rất rõ rằng chỉ có những chuyện ở trên trời mới đem lại giá trị đời đời, còn những chuyện dưới đất chỉ mang lại giá trị tạm thời mà thôi. Paul knew very well that only things in heaven had eternal value and things on earth only had temporary value. Sau khi Paul kinh nghiệm được sự sống lại ở trong Chúa Jesus Christ, Paulo không còn thời gian cho những việc ở đời này mà cho những việc chỉ mang lại giá trị đời đời mà thôi. And after Paul experienced the resurrection of Jesus, Paul no longer had time for earthly things that were of temporary value, but only things in heaven that had eternal value. Quý vị biết trước khi gặp Chúa và kinh nghiệm được sự sống đời đời ở trong Chúa Jesus Christ, Paulo không hề tìm các sự trên trời và đầu tư vào những việc ở trên trời, mà Paulo chỉ tìm các sự ở đời này và đầu tư vào những việc ở đời này mà thôi. You know that before he met Jesus and experienced eternal life, Paul did not seek or invest in heavenly things, but sought and invested in things of this world only. Lý do là Paulo rất là hãnh diện về những việc thuộc về đời này. And this was because Paul was very proud in this world. Ngay cả cái việc nhỏ nhặt nhất là được sinh ra ở trong gia đình của người Hebrew đó, Paulo cũng rất là hãnh diện và tự hào về việc này. And even something as small as being born into a Hebrew family, Paul was very proud of this. I'm proud of that fact. Paulo rất tự hào về những cái thành tích mà Paulo đã đạt được ở trong đời này. And Paul was very proud of the achievements that he had achieved in this life. Yeah. Ok, sau giờ này anh gặp tôi, tôi sẽ giải thích cho anh. Ok, rồi, cảm ơn anh. Nhiều khi chúng ta tự hào về những việc mà chúng ta đạt được trong đời này. Sometimes we are proud of the things we've achieved in this life. Ngay cả nhiều người nói rằng tôi có bằng cao học thần học. I have a degree. Tôi nói thật quý vị, có bằng tiến sĩ thần học cũng chưa chắc là có được sống đời. Truly, if you had a, is it a PhD, also? Yeah. Yes, a doctorate. PhD, yeah. That is still of this world. Nhưng mà Paulo đó, tôi nói nếu mà đạt được cái sự học thức giống như Paulo đó, tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta có thể đạt được cái kiến thức giống như vậy. I believe that. If we learn like Paul did, then we would not think like that. Yeah, we not achieve that level of Paul. We would not achieve that level. Nhưng mà từ khi kinh nghiệm được sự sống lại với Đức Christ,
và có được sự sống đời đời ở trong Đấng Christ. Phaolô từ bỏ tất cả những việc thuộc về đời này để tập trung cho những việc chỉ mang lại giá trị đời đời, là đầu tư vào những việc ở trên trời mà thôi. But after experiencing this resurrection with Christ and gaining this eternal life, Paul gave up all things in this world to focus on the things with eternal value. Lý do là bởi vì Phaolô nhìn thấy rõ là tìm các sự trên trời và đầu tư vào những việc trên trời là một phước hạnh lớn nhất. Vì đó là nơi mà Chúa Giêsu Christ là đấng cứu chuộc của Phaolô đang ngự, và cũng là nơi mà Phaolô sẽ đi đến. And the reason was because Paul saw clearly that seeking and investing in heavenly things was the greatest blessing. For that was where Jesus Christ was as Paul's redeemer and where Paul was going. Trong Philip đoạn 3 câu 8 thì Phaolô ghi như thế này: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài liều bỏ mọi điều lấy đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. In Philippians 3:8 it says, Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Điều gì có thể khiến một người giống như Phaolô có được sự thay đổi lớn như vậy? What could cause someone like Paul to experience such a dramatic change? Tôi nghĩ điều khiến cho Phaolô có được sự thay đổi lớn như vậy là hoàn toàn đến từ quyền năng của Đức Chúa Trời, là đấng thay đổi cuộc đời của Phaolô và thay đổi cái nhìn của Phaolô. Church, I believe this change came entirely from the power of God who changed Paul's life and his outlook on life as well. Câu hỏi cho mỗi chúng ta sáng nay là chúng ta đang đầu tư vào vào đâu, và thời gian của chúng ta đang đầu tư vào cái gì nhất? The question for each of us this morning is where are we investing our lives and our times the most? Đầu tư vào những việc ở đời này hay là đang đầu tư vào những việc trên trời, nơi mà Chúa Giêsu Christ là Chúa của chúng ta đang ngự? Are you investing in things of this world or things that are in heaven where Jesus is? Nếu chúng ta đã có sự sống lại với Chúa Giêsu Christ thì chúng ta cần biết rằng chúng ta là công dân thuộc về nước trời, nơi mà Chúa Giêsu Christ đang ngự, chứ không phải là công dân ở đây này. And if we have been resurrected with Jesus Christ, we need to know that we are citizens of the kingdom of heaven where Jesus dwells, and we are no longer of this world. Quý vị có biết rằng để cho chúng ta được làm công dân của nước trời đó thì Chúa Giêsu phải trả một giá rất lớn cho chúng ta bằng chính mạng sống của Ngài không? Do we know that in order for us to be citizens of this kingdom of heaven that Jesus had to pay a great price for us, which was his own life? Nếu Chúa Jesus Christ chuộc chúng ta bằng chính sự chết của Ngài và ban cho chúng ta được làm công dân của nước trời, thì đừng có quá tập trung vào thế gian này đến nỗi không có thời gian đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, hay là tập trung đầu tư vào bất cứ việc gì ở trên trời. If Jesus redeemed us with his own death to make us citizens of the kingdom of heaven, do not be focused on this world, and that there's no time to focus on where will we go, which is heaven. Quý vị nghĩ nơi nào là nơi tốt nhất để cho chúng ta sống và để cho chúng ta đầu tư vào trong ngày hôm nay? Where do you think would be the best place for us to live and invest in today? Tôi thấy không có nơi nào ở trong thế gian này là nơi tốt nhất để cho chúng ta sống và để cho chúng ta đầu tư vào. Bởi vì bất cứ nơi nào mà chúng ta sống á, đều phải có nhà, chúng ta đều phải có cửa, và nhà chúng ta đều có hàng rào. See, no ideal place in this world for us to live and invest in, because wherever we live, homes need doors and fences. Tôi tin rằng quý vị đi mua nhà đó không bao giờ muốn mua cái nhà mà không có cửa. I believe that when you go buy a house, you don't want to buy a house without a door. Nếu nhà mà không có cửa và không có hàng rào đó, thì nhà chúng ta sẽ được người ta dọn dẹp rất là sạch mà không cần phải trả tiền. Without a door or a fence, then our houses would be cleaned out very well without having to pay for a cleaner. Trong bài giảng trên núi đó thì Chúa phán rằng các ngươi đừng chứa của cải dưới đất, là nơi có sâu mối tên rác làm hư và kẻ trộm đào ngạch phát quét mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối tên rác làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch phát quét mà lấy. In the Sermon of the Mount, Jesus says, Do not lay up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Thưa quý vị, chứa của cải
Chúa Giêsu nói rằng chớ chứa của cải dưới đất nhưng phải chứa của cải trên trời đó. Đó là một mệnh lệnh của Chúa Giêsu chứ không phải là một sự chọn lựa mà chúng ta muốn thì làm, không muốn thì không làm. Church, this phrase "do not store up riches on earth, but store up treasures in heaven" is a command of Jesus, not an advice that we can choose to do if we want to or not to. Tại sao Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng chớ chứa của cải dưới đất mà phải chứa của cải trên trời? Why does Jesus tell us not to store up for earthly riches, but to store up for heavenly treasures? Dĩ nhiên là không phải Chúa Giêsu dụ chúng ta để lấy tài sản chúng ta hay là lấy những gì chúng ta có, mà Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết rằng chứa của cải dưới đất sẽ bị sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch phép bách mà lấy. Of course, it's not that Jesus wants to tempt us to rob us of what we have on this earth, but rather that he wants us to know that storing treasure here will be damaged by moth, by rust, and stolen by thieves. Nhưng mà nếu chúng ta chứa của cải trên trời đó, thì Chúa Giêsu nói rằng sẽ không bị sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đào gạch phép lấy mà lấy, là bởi vì ở trên trời không có người trộm. But if you store up treasures in heaven, they will not be damaged by moth or rust, nor will any thief break in and take it, for in heaven there are no thieves. Tôi thấy rằng nhiều người ngày hôm nay đã không có thích chứa của cải trên trời, thì cho rằng cái lời dạy của Chúa Giêsu không có hợp lý thời hôm nay, chỉ có hợp lý trong cái thời Chúa Giêsu mà thôi. Many people today do not like to store up treasures in heaven, thinking that Jesus' teaching was only relevant for Jesus' time. Bởi vì thời hôm nay đó, người ta chứa vàng và kim cương thì làm gì có bị sâu mối ten rét làm hư? Today people store gold and diamonds, so these things can't be damaged by moth or rust. Và lại những thứ này đó thì khi mà họ có thì họ chứa đựng ở trong cái những cái tủ sắt và có bảo hiểm an toàn đầy đủ thì làm gì mà bị mất được? And besides, even these things are all stored in safes, and if you have insurance, you won't lose them. Like, how would you lose them? Nếu mà có mất thì có bảo hiểm đền. If you lose it, then the insurance will compensate you. Thưa quý vị, nếu ai trong chúng ta hiểu như vậy đó, thì có nghĩa là chúng ta chưa hiểu được cái lời dạy của Chúa Giêsu bảo rằng chớ chứa của cải dưới đất mà nên chứa của cải trên trời là gì? If anyone understands this phrase like that, it means that they have not fully understood what Jesus meant in this teaching. Điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta và muốn nhấn mạnh ở đây không phải là của cải mà là tấm lòng của chúng ta. What Jesus wanted to emphasize here is not our possessions, but our hearts. Chúng ta câu 21 Chúa Giêsu nói gì? Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Let us look on to verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Tôi nghĩ rằng những người mà theo Chúa mà đến nhà thờ thờ phượng Chúa một cách hết lòng và thường xuyên đến nhà thờ có thể là những người homeless đó. I believe that those who come to church and praise God with all of their hearts may be homeless. Tôi thấy có người giơ tay, không biết là có phải bị homeless không? Oh yeah, hả? Okay. Quý vị biết tại sao như vậy không? Là bởi vì họ đi tới nhà thờ, họ đâu có worry là ở nhà có bị ăn trộm không? Church, do you know why? It's because they come to church not worrying that anyone would steal their possessions. Họ đặt hết tấm lòng để thờ phượng Đức Chúa Trời. They put all of their hearts to praising God. Thưa quý vị, vấn đề quan trọng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta ở trong cái bài giảng này đó, không phải là đề cập đến của cải chúng ta bị ten rét đâu, mà là tấm lòng chúng ta sẽ bị sâu mối ten rét làm hư. The important thing here, and the important point that Jesus is trying to make here is that it is not about our possessions being damaged by moth and rust, but that our hearts will be damaged by moth and rust. Nếu của cải chúng ta bị hư hay là bị ăn cắp thì chúng ta có thể tìm lại được, nhưng mà nếu tấm lòng của chúng ta bị sâu mối ten rét làm hư thì không bao giờ chúng ta tìm lại được. It's not so much a problem when our possessions are damaged by moth, rust or moth, they can be replaced. But if our hearts are damaged by rust and a moth, that cannot be replaced. Vì chân của cải chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta cũng ở đó. Chúa Giêsu phán rõ như vậy. For where our treasures are, there our hearts will be also. Jesus makes that very clear. Câu hỏi là tấm lòng của chúng ta đang ở đâu? The question is, where are our hearts? Nếu tấm lòng chúng ta chỉ có ở trong thế gian này
thì câu hỏi là chúng ta đã có được sự sống đời đời chưa? If our hearts are only in this world, the question is, have we got eternal life? Trong phần mở đầu đó, tôi có nói rằng một trong những điều nguy hiểm nhất trong cuộc đời của con người đó là tưởng rằng mình đã có sự sống đời đời nhưng thật sự là chưa. In my introduction, I said that one of the most dangerous things in life is thinking that one has eternal life when they really don't. Chúa Giêsu biết rất rõ đây là điều nguy hiểm nhất trong cuộc đời của con người, nên trong cuối bài giảng trên núi đó, Chúa Giêsu đã cảnh báo cái sự nguy hiểm này. Jesus knew very well that this was the most dangerous thing in one's life. So at the end of the Sermon on the Mount, Jesus warns us. Chúng ta xem từ câu 21 cho tới câu 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta phán rõ ràng cùng họ rằng hễ kẻ làm như thế, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Let us read on in verses 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ai là những người đã từng thưa với Chúa rằng lạy Chúa nhưng không được vào thiên đàng? Who were the people who said to Jesus, Lord, Lord, but couldn't go to heaven? Tôi nghĩ là những người đã từng cầu nguyện tin Chúa nhưng mà không có thật sự đặt trọn lòng tin vào Chúa Jesus Christ. I believe that it's the people who have been praying that they believe in Jesus but don't really put their faith in him. Còn ai là những người nhân danh Chúa nói tiên tri hay là nhân danh Chúa trừ quỷ, nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ? Nhưng mà Chúa Giêsu lại phán với họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, hãy ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. And who are those who prophesy in the name of the Lord, cast out demons in the name of the Lord, and perform many miracles in the name of the Lord? But Jesus said to them, Depart from me, you who practice lawlessness. Tôi nghĩ những người này là những người mà giống như Judas Iscariot, là kẻ bán Chúa, là kẻ tin Chúa chỉ vì lợi ích cá nhân, chỉ vì lợi ích tạm thời ở đời này chứ không phải tin để cho được sự sống đời đời. I think that these people are the people like Judas Iscariot, who sold God, who believed in God for personal gain, just for the sake of temporary gain in this world, not believing in God for eternal life. Judas Iscariot tưởng rằng ông đi với Chúa 3 năm thì ông có nhiều kiến thức về Chúa thì ông có được sự sống đời đời. Judas Iscariot thought that as he followed God Jesus for 3 years that he would have eternal life. Ông tưởng rằng ông làm nhiều việc cho Chúa thì ông có được sự sống đời đời. He thought that if he did many works for Jesus he would have eternal life. Nhưng mà Chúa Giêsu khẳng định rằng ta không biết ngươi bây giờ, hãy lui ra khỏi ta. But Jesus said, depart from me, you who practice lawlessness. Đây là lý do mà dù Judas Iscariot đã theo Chúa 3 năm nhưng mục đích sống và tư tưởng sống của Judas Iscariot vẫn chưa được Chúa Giêsu thay đổi. This is why even though Judas Iscariot followed Jesus for those 3 years, his life purpose and thinking were not changed by Jesus. Vì chưa được Chúa Giêsu thay đổi nên mục đích sống và tư tưởng sống của Judas Iscariot chỉ có ở trong thế gian này và chỉ tập trung vào ở trong thế gian này mà thôi. And since he had not been changed by Jesus, Judas's life purpose and thinking were only of this world and centered in this world alone. Chúng ta không thể vượt xa hơn niềm tin của chúng ta. Because we cannot live beyond our own beliefs. Chúng ta không thể sống cao hơn cái niềm tin của chính chúng ta. We cannot live higher than what we believe. Chúng ta tin như thế nào thì chúng ta sẽ sống như vậy. If we what we believe in, we will also live like that also. Nếu chúng ta tin rằng đầu tư ở đời này là tốt nhất thì chúng ta sẽ dành cả cuộc đời này chỉ đầu tư vào trong đời này mà thôi. If we believe in investing in just this world, then we will invest all of our lives in this world alone. Nếu mà chúng ta tin rằng đầu tư ở trong nước trời là tốt nhất thì chúng ta sẽ dành gian quý báu nhất chỉ đầu tư vào những việc ở trên trời. But if we believe that investing in heaven is the best, then we will invest all of our precious time in investing in things in above. Paul khuyên rằng, vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ,
Hãy tìm các sự trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham thích các sự trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Paul advises, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your minds on things above, not on things on the earth. Thưa quý vị, như tôi nói trong bài giảng trước, Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại trong việc thay đổi mục đích sống và tư tưởng của chúng ta khi Ngài làm cho chúng ta sống lại ở trong Chúa Jesus Christ. Church, as I've said before, God never fails to change our life purpose and mindset when He resurrects us with Christ. Nếu chúng ta đã được sống lại với Đấng Christ và được Đức Chúa Trời thay đổi, thì chúng ta đang tìm kiếm điều gì và đầu tư điều gì trong ngày hôm nay? If we have been resurrected with Christ and changed by God, then what are we looking for and investing in today? Những gì chúng ta đang tìm kiếm và những gì chúng ta đang đầu tư vào cho chúng ta biết chắc rằng chúng ta đã có được sự sống đời đời hay là chưa? And what we are looking for and investing in today shows us for sure whether we have eternal life or not. Không cần ai nói cho chúng ta biết là chúng ta có được sự sống đời đời hay là chưa. Nhưng mà hãy nhìn vào điều gì chúng ta đang đầu tư ngày hôm nay. But we don't need anyone to tell us if we have eternal life or not, but focus on what we are investing in today. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta ở đây kinh nghiệm được sự sống lại ở trong Chúa Jesus Christ để cho chúng ta có thể tìm kiếm các sự trên trời và chỉ đầu tư vào những việc ở trên trời mà thôi. May we all experience resurrection in God so that we may invest in the things above alone. Tôi ước mong rằng con dân của Chúa sẽ dành nhau hút bụi nhà thờ và chùa tiêu. I hope the people of God come together and vacuum and clean the toilets. Bởi vì đó là việc mà tôi nghĩ rằng Chúa sẽ đẹp lòng khi nhìn thấy chúng ta không có thời gian hút bụi nhà và chúng ta sẵn sàng dành thời gian để đến nhà thờ hút bụi nhà thờ. Because I think God will be very happy to see that we vacuum the Lord's house even when we don't have time to vacuum our own. Nếu quý vị muốn thì sau giờ này quý vị hút bụi cũng được. If you'd like after this service you can vacuum if you want. Xin kính mời quý vị đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa giờ này. May you all be standing. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Father in heaven. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con sự sống đời đời ở trong sự chết của Ngài. Thank you for giving us eternal life in the death of Jesus Christ. Để thay đổi cuộc đời chúng con và thay đổi cái nhìn của chúng con, Chúa Giêsu phải trả cho chúng con một giá rất cao bằng chính mạng sống của Ngài. And to change our lives and our mindsets, Lord, that was bought by Jesus' own life. Con cầu xin Chúa Ngài cho mỗi chúng con ở đây kinh nghiệm được giá mà Chúa đã trả cho chúng con. I pray that everyone can experience the price that you have paid for us. Để cho chúng con nhìn thấy được những việc tìm kiếm ở trên trời và đầu tư ở trên trời lớn nhất. So that we can see that seeking and investing in the things in heaven is the best. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện. I pray, thank you, Lord. Trong danh Chúa Jesus Christ. In Jesus' name. Amen.